nay thì nhà mình đang ở khu Arashiyama, Kyoto. Tây nhiều nhỉ? Đông á, đông cũng như ông hôm trước nhỉ? Ừ, bây giờ mình đang nhà mình đang đi ra chỗ vườn trúc Bamboo Forest. Ôi, hôm trước phỏng vấn có một chú này nhiều tiền lắm đấy. Chạy này 6 nghìn 30 phút mà nhiều tiền. Mà cũng không nặng rồi nhá. Cái xe này chắc nó thiết kế xịn rồi. Với cả kiểu ngồi ấy là người ta không phải bê mà người ta đẩy xuống này. Xong người ta chạy ấy thì nó sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Trời đi con, bố vào đây. Thằng đúa thì là con. Không phải chúc mà. Không phải mắt. À mắt. Thử đũa này em à. Nhìn mốt, nhìn mốt yên một cái thôi. Đi đi, đi lên, đi lên thưởng thức đi nha. Ôi quả ấy nè, đông ri à. Nhi, nhi. Snoopy chocolate. Đây là đúng không? Ừ. Oh, Snoopy nè. Đông nhá. Rất đông luôn các bạn. Còn người ở phía trước ngoài rồi đấy. Đúng là tiền yên giảm khác nhỉ. Ôi tôi giờ có hai người. Ôi chanh kìa. Ôi cái này cũng ngon đấy. Bao tiền mẹ? Được đấy. Đi tốc, đi tốc. Đi ra xong rồi bạn ra mua nhá. Đi tốc đấy. Nhớ rồi à? Bây giờ nhớ. Tí bây giờ à nhớ. Chỗ này đi không biết bao lần chứ đã. Vui à, đi đây, đẹp không? Cái này thì người ta đi vào này. Cấm vào này. Cái này á? Ừ. Ơ thế á? Em tưởng thật sự đóng Trung Quốc nhỉ? Đóng đây à? Thế á? Ơ, hình như được đi vào đây rồi này.
Có cái đường này không phải được đi vào. Không, okay. Ôi, nó mới làm lại hết này. Ngày xưa ra có chỗ đổ rác đổ nước này đó. Thế đấy là chùa, đây là đường chùa em ạ. Thế là ra đây là chùa. À, phải vào cái chùa trước này. Ô, chuồn chuồn đậu lên tay đi đúng không? 2.800 một con đấy, muốn làm tay kìa. Gỗ, tre hết đi. Cho tay này. Cho tay. Đấy, đi đây, thầy ạ. ありがとうございます。はいや、でな。ちょっとね、ちゃん rơi này, cái chạn. Nó đậu ở trên này này. Thế nó chả đắt đúng không? Người ta làm từng thanh cho một vẽ. Đũa này. Đi sang đây, đi sang đây. Hẳn gì dễ phân, hẳn gió hoang à. Dễ phân sướng sư. Ui, được vào đây nè. Em ơi vào đây tí. Ơi, được vào trong này. Em ơi, được vào trong này. Được vào trong này. Hay đấy, yếm bà đấy. Cái chỗ này ngày xưa mình chưa bao giờ mình đi thế nào nhỉ? Em thấy sao nó cứ khác thế nhỉ? Khác ở phía đầu phía kia, cái chỗ đầu đó. Ngày xưa mình toàn đi chỗ đầu đây thôi. Mới mở thêm chỗ này.
trước mình chưa bao giờ mình đi qua đường tàu nữa đấy. Mình mua thôi chứ. Đi thằng này con này, đấy, em chụp ảnh. Đi theo đường này đi. Út măng kìa. Đây măng này to nhở, cây chè to. Cái này tự nhiên mọc ra ngoài này. Nhưng mà phải chấm nha. Chưa mới mở, cái chỗ này mới mở em. Xưa là chỉ đến cuối đoạn đường tàu là hết rồi. Đó, cái chỗ mà mình quay lại ấy. Đấy, mình chỗ mình quay lại, cái chỗ đầu tiên mình vào đó là chính là đấy đây. Na muốn lên hết toàn bộ tiền tiết kiệm của na bỏ ra ngồi lên đây nhá. 30 phút đây nè. 6.000 yên 30 phút. Bên đây được chụp ảnh. Mama đang chụp ảnh. Nó chỉ có thế này thôi mà. Rửa tay à, con này rửa tay. Học này, cần tiếp học hành này. Đúng tí. Đúng tí.
cho quả trời. Có chị là bảng ở Việt Nam không? Cái này cầu học hành như sao đây đúng không? Đinh gì kìa? Cái kia, đinh. Đâu, đinh đâu? Disney. Disney, à Disney à? Disney. Đấy mới là chữ Việt Nam hả ông? Đây là tiếng Pháp, tiếng gì? Pháp, tiếng Anh, tiếng Pháp. Đây tiếng Việt Nam này. Đây này. Hàn Quốc. Đây, đây là chữ tiếng Anh này. Tiếng Anh hết. Không thấy chữ Việt. Không có ai đến bên đây à? Lương Duyên, cầu Duyên. Cầu Duyên à? Sour tamam sonra. Mẹ chắc không có bộ nào vừa, gầy quá. Nhỏ quá. Tít mặc yukata nhỉ. Na có mặc đồ trẻ con, hôm trước là trước chả có đồ bộ gì nữa. Mấy là sao? Cả nghìn man ấy. Đúng không? Cả trăm man, nghìn man. À, cô của con ấy. Ừ. Nhà cô có cái kimono 500 man. À, cổ à? Cổ. Cổ à thế à? Trước. Nó tiêu điều nhỉ, nó không giống thường. Thứ sáu thầy, thứ sáu cô cho con xem một con xe máy. Thế à? Hay đi ra lại phía kia em, lại ra cái chỗ đầu chùa. Đúng rồi đấy, có khi là đúng rồi đấy. Đúng mà, khổ anh đi nhớ lắm, anh đi nhớ đường. Có cái chỗ đi qua đường tàu thì đúng là mới tinh luôn đấy. Nó có những cái chỗ của ấy. Ừ. Nó mới chắn hết rồi. Đây này. Cái chỗ đoạn này này. Đấy, khả năng là thế. Nó chắn rồi. Ừ. Đó. Cái này mở đường mới à? Còn gì nó khác mà không có giống nữa. Chờ má đã. Đi ra đây đi ra phía này này.
Toàn hình con này hết này. Đây rồi, rồi. Đấy, chỗ đấy đấy. Ừ. Ừ. Chúng ta đi lên đây trước à? À không, ga là cái ga này mà. À. Nó có cái ga bỏ ở đây này. Mà bán đầy quán hàng quán trong đấy. À, rồi. Đấy vào nghỉ luôn đúng không? Ừ, vào đấy nghỉ ăn uống đấy. Sao thân này nó lại cấm tít vào nhỉ? Khách du lịch người ta chịu khó thật đấy. Đây nè, chỗ này nè. Ôi trời, bánh kem đánh trà này, kem trà này. Grab à? Grab phư à? Thịnh. Nhớ không? Nhớ chưa? Đấy, mẹ mua đồ ở đây đi. Kem mình trông mơ mỡ nhỉ? Đây nhiều lắm. Đây cái tàu này, cái tàu đi lên núi đây. Đây gì? Tàu này đi đâu nhỉ? Lên núi đây. Bán gì kìa? Trong kia kìa. Đèn luôn. Đèn đấy. Ôi chỗ này đẹp này. Ừ, nguyên là cái gì ấy nhỉ? À. Chính là cái tàu ấy mà. Cái nào nhách khác à? Ờ. Ăn đi. Nhớ hình như có một lần mình ăn quán mì hay quán gì ở đây nhỉ? Để quên cái áo cho con bú của Nga. Làm nhân đệ hộ cái thứ. Này thắp đèn đẹp lắm đấy nhỉ. À đây vừa đấy tàu đấy. Ừ.
À, sao vừa nãy mình không để ý nhỉ? Cái ga tàu đấy mình không để ý luôn này. Đẹp. Kimono Forest này. Ừ. Này nó mình để này lắm. Chắc là để lễ hội kimono thứ đấy còn. Đây là chứ mày vải. Là gì không? Gì? Trong đây biết là gì không? Vải. Đúng rồi, vải để làm kimono. Ừ, vải kimono mà. Ý là anh thấy nó các mẫu vải ấy. Phải thật chứ. Chắc là tối nó sẽ bật đèn. Đẹp nhỉ. Sáng rực cả cái gà đây. Chị nê, cáo à? Hình nào đẹp? Hình này đâu phải hình đây đâu. Đấy, Hashirama đấy. Đi, đi đây một tí, cho về chỗ đấy tìm. Katsura. Sông chảy qua nhà cũ đây.
khu này khu chèo thuyền này. Mình chưa bao giờ được chèo thuyền ngắm hoa anh đào đây đâu. Hay chèo ngắm lá đỏ. Đấy, hoa anh đào nữa, hoa anh đào. Ui này, cái này này. Bên kia là đảo khỉ đúng không? Mình đảo mình khỉ phải đi lên núi cơ. Mình chưa giờ mình đi lên đấy luôn. Mình chui. Giờ bố tôi mà mình đi. Tôi xe này. Tôi xe kéo à? Công ty xe kéo. Asiyama. Đây bên này là các quán ăn cổ. Mochi à? Lá gì nhỉ? Lá sakura có phải đây? Đây là lá sakura đúng không? Lá sakura màu chì. Sakura màu chì. Ghế? Ghế? Ghế này còn là đeo tên gì? Miyake. Ông chú bài. Sữa chua. Ô bàn cưỡi ngựa. Cảnh sát đấy cưỡi ngựa. Còn là mấy cái chùa không? Nghề đó cuối cùng là xuất nó đẹp nhất. Ở đây còn bên này. Trông nữa bảo thì nó sang bên này thôi. À. Em nghĩ chắc bán đồ ăn với đồ lưu niệm thôi. Giống như bên kia thôi đúng không? Ừ, giống như bên kia đúng không? Mở rộng thêm ra thôi. Một cái ga nghỉ ấy. Ừ. Cái bên trong kia nghỉ đấy, quầy nghỉ. Ngày xưa mình không có cái này đâu nhỉ? Chứ mình có đâu. Đó à. Mới mở cái này. Mới mở nhỉ? Ừ. Chắc không có. Chắc hình như chỉ cửa hàng ngoài thôi. Đúng. Mở rộng du lịch ra.